nghệ sĩ Hồng Nga đau đớn khi lạc mất con. Đây là lần đầu người nghệ sĩ 78 tuổi làm live show nói về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Kịch bản chương trình cho Hồng Nga và đạo diễn Hoa Hạ viết. Mở màn là hình ảnh cô bé 15 tuổi làm quen sân khấu và điểm nhấn là từng đoạn nước mắt của Hồng Nga nơi xứ người. Hồng Nga từng vào vai bà mẹ trong nhiều vở diễn. Tình nghệ sĩ, những thước phim đời, đoạn trường, mẹ yêu con, đón con về. Nhưng hàng trăm vai diễn trên sân khấu chưa khỏa lấp được nỗi đau của chị khi bị lạc mất con. Đi diễn năm 15 tuổi rồi thành người mẹ, một mình nuôi năm người con với nghề diễn viên rày đây mai đó. Vì quá vất vả, Hồng Nga đã gửi hai con gái đầu, bé 5 tuổi và bé 3 tuổi, cho một người bạn trông nom. Khoảng năm 1980, người bạn qua Thụy Sĩ mang theo con của chị, nhưng lại để lạc mất cả hai nơi xứ lạ. Nghe tin, tôi rụng rời chân tay, tìm mọi cách để liên lạc, nhưng chẳng biết làm thế nào. Tôi phải hỏi ai để dò ra tung tích, khóc hết nước mắt. Nhưng tôi vẫn phải đi diễn để nuôi ba đứa còn lại. Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hồng Nga kể, vốn là trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích. Hồng Nga tâm sự, sân khấu là nơi cứu cánh cuộc đời của chị. Vai độc mùi, lặng của kịch thay cải lương. Rồi hát tân nhạc, chuyển sang hài kịch. Bản nào chị cũng lăn vào. Hồng Nga từng nhận danh hiệu diễn viên hài xuất sắc và rinh cả giải cô nàng vàng của báo Tuổi Trẻ. Lòng đang quặn thắt mà không hiểu sao tôi tung hứng chiêu hài với bản diễn vẫn ngọt xớt. Khán giả cười rần rần. Hồng Nga cho biết, 15 năm qua, trong một buổi lưu diễn tại Thụy Sĩ, chị khóc trên sân khấu kể lại chuyện bất hạnh của mình. Nhờ khán giả hỗ trợ thông tin tìm con, hôm sau một Việt kiều đã giúp chị đến hội từ thiện của Thụy Sĩ và tìm ra tung tích của hai trẻ bị lạc. Thế nhưng khi xác định được núm ruột của mình thì Hồng Nga lại không thể trò chuyện vì con của chị không biết tiếng Việt. Mẹ muốn ôm con mà con cứ lắc đầu ngoại ngoại. Tôi định nhào tới ôm cháu xong chừng lại. Sợ cho được sự đồng ý của chúng mà làm ẩu thì cảnh sát đến. Hồng Nga nhớ về giây phút trùng phùng. Hồng Nga quay về nước mắt với niềm an ủi. Hai người con của chị đều trưởng thành khỏe mạnh, thành đạt nơi đất khách. Tuy chưa nhận mẹ, Hồng Nga còn nhiều lần sang Thụy Sĩ lưu diễn và lần nào chị cũng tìm gặp hai con. Khi đang đi như bơi trong tuyết trắng để đến nhà hát thì chị thấy thấp thoáng Laura Nhung, con gái đầu với một cành hồng trên tay. Nó biết tôi sắp đến diễn ở nơi đây nên đứng chờ để tặng hoa. Chị cho biết, cuối cùng một trong hai con gái đã gọi chị là mami. Người còn lại dù không phản đối nhưng vẫn chưa gần gũi với mẹ. Và đây là điều làm cho chị không nguôi dây dứt. Hồng Nga đùa đợi chị xoay vòng giữa các con số. Số 5 là núm ruột của chị trong đời. Số 2 là số đứa con thất lạc. Số 1 là phần đời dài, sống thui thủi một mình trong ngôi nhà vắng bóng đàn ông. Và một con số quan trọng nữa là 48. 48 năm nụ cười và nước mắt. Live show được chị ấp ủ từ khá lâu. Chương trình diễn ra vào đêm 16, 17 và 24 tại sân khấu Trống Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, do công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang thực hiện. Cùng tham gia có hàng chục nghệ sĩ, diễn viên nhiều thế hệ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ vào vai con nuôi của Hồng Nga. Phương Thanh hát bài Lòng Mẹ. Nói theo nghĩa đen, khán giả đã nuôi tôi và các con của tôi đã gần 50 năm nay. Tôi cố gắng tung hết nỗ lực trong live show này, như món quà tri ân gửi đến khán giả, chị bày tỏ. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.